Hà Nội sẽ là nơi khởi đầu cho chuyến phiêu lưu ngày hôm nay. Gia đình nào sẽ đến điểm hẹn đầu tiên đây ta? Nghe giọng là đoán được ai rồi nha. Tí nữa mới gọi được. Thử gọi Đậu ơi, Cam ơi đi xem nào. Đậu ơi. Các mình đến thắng rồi. Mình đến thắng à? Mình đến đầu tiên à? Cam ơi. Chưa ai đến à? Tiếp theo sẽ là gia đình nào đây? Bố đi gửi xe rồi. Đi lên đây. Bạn nào? Chào nha xoài. Có nhìn thấy ai không? Nhìn thấy rồi đúng không? Đi chạy ra với nhau đi. Hello. Chào hai cô chú đi con. Hôm nay Đậu có bạn nào đấy? Xoài ơi, đây là ai? Đây là ai? Thật sự. Tôi đã quay trở lại rồi đây. Ai xa. Khỏe không? Khỏe. Xe nhà ai nè? Xe của ai đây hả Xoài? Xoài, xe gì đấy? Xe nào đấy? Hello. Xe đầu tiên mà. Sướng chưa? Cùng lúc với xe gọi. Thế là Cam đến đấy. Xoài gọi nha, Cam đến luôn à? Cam ơi. Ủa, xe đang ra. Cam vừa ngủ dậy. Công chúa kìa. Nhìn mọi Cam. Không chưa? Xin chưa? Anh ngủ à? Nào, dắt tay nào. Một buổi hẹn lý tưởng tại quán cà phê dành cho đa gia đình. Đây, nhà mình ngồi bên này đi. Đây, mình sẽ ngồi đây này. Ngồi đây nhá. Đẹp thế. Trên này rộng thế. Thoáng đãng thoải mái đấy. Ơ kìa bạn Xoài kìa, bạn Đậu không kìa. Đây rồi. Trời ơi, chúng ta Xoài đây rồi, bạn Đậu đây rồi. Lại hello à? Này, đây kia là cô giáo này, kia là thầy giáo. Còn đây là bà. Mẹ gọi giúp mẹ Xoài đấy. Đậu. Rồi, ngồi xuống nào. Đậu. Rồi, Xoài bảo này hơi nóng nhỉ. Thế bảo người này. Những câu chuyện vui vẻ xua tan đi cảm giác buồn ngủ ban đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Thương ơi, Thương dắt chị Heo đi vệ sinh nhá. Mẹ đau chân, cô Thương dắt đi vệ sinh. Ok. Em xuống kiểm tra còn nước chưa? Cho còn nước, mẹ đi xuống xem nước nhá. Mẹ đi, xong. Đi anh đấy, mình lấy nước. Đợi. Anh xuống trước đi. Thế rồi. Bố đi lấy nước nhá. Đấy, hai bạn ngồi đây này. Bây giờ con đợi đây để mẹ lấy nước chanh cho Xoài nhá. Không có lờ. Xoài. Không ai bê được. Cá xít con có xôi. Không dắt Xoài được. Dắt Xoài chung nhá. Bây giờ. Ba bạn ngồi đây chơi với nhau giống chơi ở phòng bạn Đậu nữa chưa? Bạn Cam ngoan không này? Cam ngồi, bạn Cam có đòi đi theo đấy, thấy chưa? Không thấy không? Bạn có đòi đi theo bố mẹ đâu, bạn lớn rồi đấy. Đúng không hả Cam? Thấy chưa? Đi cùng. Xoài đi cùng là Xoài em bé à? Này. Cam bảo bạn Xoài là ngồi đây với Cam nhá. Thì thích mẹ ở đây. Ở đây rồi, nước đây rồi. Đây ạ. Mẹ ơi, thì thích mẹ ở nước đây. Nước đây này các bạn ơi. Nước chanh đâu? Nước chanh đây. Không biết là thực ra là sẽ đúng là mình chưa bao giờ để cho con mình. Nhưng mà sợ đúng là sợ chúng nó cầm như thế là sợ nước đổ vào người ấy nhỉ. Như vậy là kế hoạch rời đi của bố mẹ đã thành công. Ba bạn bé đã ở mình rồi. Hy vọng là không. Mà bạn có nước uống rồi mà, có uống nước. Có nước. Ba đứa em mong là không đúng. Nói chuyện gì cái kìa, đang nói chuyện gì với nhau ấy kìa. Đâu? Khi nào bị nạ thì không được đi được cuốn nào. Đậu, nó sẽ gọi Đậu một phát thế là Đậu đến đây luôn à? Đậu ơi! Đậu không biết. Đậu ơi, nước ngon lắm. Hai ông đang uống nước chanh, nói chuyện gì? Ui, ngon nhờ. Nước cao của con này nhé. Không, phải chia rồi. What?
Đấy, có khoai tây là ok rồi. Đấy, cứ thế thôi. Khoai. Con khoai. Ăn đi. Khoai tây chiên rồi, đúng rồi. Ngon nhỉ. Ôi, có pizza kìa. Ôi, sướng. À, các bạn đủ đồ đấy. Ăn rồi đấy, bọn nó tự ăn rồi. Pizza ngon. Nhưng mà xoài vẫn đang... Xoài đang nóng trông. Xoài đang hơi lo. Bắt đầu. Ông xoài này cẩn thận mà. Chưa có tính cả cửa không nhé. Con sướng cửa. Cua này rất là cay đó. Tự đi hẹn hò nhau. Ba bạn cà phê riêng với nhau vui. Nếu mà một ngày mà chúng nó bắt đầu hẹn hò đi như này thì chúng mình đã rất già rồi đấy. Các bé ngoan ngoãn và ăn ngon chưa kìa. Lúc nãy kiểu xoài nó cứ theo em ấy. Xong rồi em bảo là xoài nhìn cam kìa, cam ngoan, cam có theo bố mẹ đâu. Xong cam cứ đứng như này. Đừng mẫu. Không, kiểu nó không nhìn em đâu, giả vờ là không nghe thấy. Nhưng mà cứ kiểu nhìn trời nhìn mây kiểu đấy, thấy chưa. Xong mình bảo là nhờ cam nhờ, xong cam quay ra. Lên mặt là công ty đã khóc đầu tiên. Đông mình đi không? Bây giờ ăn đĩa. Bây giờ theo anh hiểu là nó đang tạm thời quên mất chúng mình vì đang có những thứ khác tập trung. Ba đứa tập trung mà ăn khoai chấm hết. Cam mình như đang đổi sắc đúng không? Đang nhăn nhăn thôi. Này, mình hơi lo quá. Hình như là chúng mình mới là người lo lắng cái này. Mình lo lắng hơn. Là mình chưa giờ để trong cái tình huống như này đúng không? Chưa giờ để chúng nó ra ngoài như này. Liệu cô cần gọi mẹ lên đây không? Gọi em. Ok, thấy đâu nhé. Cái là thoại đang cần. Thoại đang cần. Mẹ ơi. Mẹ ơi, lên đây xoay đi. Gọi bộ đàm, nó gọi bộ đàm. Gọi mẹ từ đấy, tìm nó. Người lạ đầu tiên xuất hiện. Bây giờ anh có việc bận mất rồi. Bây giờ các bé chồng anh bắt chó anh nhá. Xong thì anh quay lại. Đây, cầm lấy. Xong tí nữa anh quay lại nhá. Giữ nó không chỉ là chạy mất. Cẩn thận đổ cốc. Đổ cốc. Trời ơi. Hồ sau có bắn thủy tinh không? Hết rồi. Kết rồi. Tạo con chó đấy. Con chú nở. Mẹ ơi mẹ, lên đây đi, con chó nó làm vượt cốc rồi. Mẹ ạ, mẹ tí mẹ lên đấy. Ok rồi, là con đã vượt cốc của nó cao rồi. Ủa, đừng ăn cái pizza nữa, nó đổ lên lần ra nè. Đúng mà. Anh là người lớn nhỉ? Con chó nó sẽ ăn hết đồ của mình rồi. Con nó vui nhỏ. Con nó nhớ thôi mà. Con nó nhớ thôi. Cam mặt cận nó. Đừng ăn pizza. Nghe buồn cười cực. Cam bận à? Cam đang quát ấy. Chó ăn hết đồ của mình rồi ạ. Cam yêu. Ừ. Con đổi vai thế nào à? Nào cứ vừa cốc của cam. Wow, cái của cam đồ đó. Không phải tại chó. Sao nó hư thế? Sao nó hư thế? Mẹ ơi nhanh lên, con
của nó là vỡ tốc rồi. Gọi là như là đang cảm thấy có một tình huống không không ổn. Đúng. Không xử lý được. Cảm thấy là Cam thì chắc sẽ không sợ con chó nhưng sẽ sợ cái vỡ cốc. Này, bố mẹ ơi. Con có là vỡ cốc rồi. Có miệng nó trong đây á. Con đi đây. Ừ để con gọi con. Con chó là vỡ cốc của con. Ơi. Cho con này đi xuống được không? Ở đây được không? Được. Thật bật đây nhiều lắm. Không nó đi chạy mất đấy. Nói là anh. Nào. Đừng mà làm bớt tên rồi nha. Chó Ngọc à. Cười. Ta có thấy điều vào cây của con. Nó cười, nó cho con chó ăn, nó cười. Chó liếm vào bàn tay của con. Ồ, đậu có vẻ vô tư nhất đấy. Ờ, vô tư là đậu vô tư là. Trong ba người đậu vô tư nhất. Nó yên tâm khi có thằng phải người đấy, nó yên tâm. Đúng lắm. Rồi, nó có một mình. Ừ, nó yên tâm. Nó có một mình, kiểu nó sẽ có bạn. Ờ. Về độ vô tư là bạn đậu là bạn vô tư nhất rồi. Bạn vô tư nhất trong các bạn này. À, Cam thích, Cam cũng, Cam để ý con chó. Ngày xưa không có gì nữa. Đúng rồi đấy, buồn chính nhỉ. Ngày xưa không có. Để chó rồi. Cam để ý con chó. Xoài ánh mắt lo đấy. Xoài bắt đầu hơi nhìn thấy đi hơi lâu rồi đấy. Quan sát xem là tại sao này mọi thứ lại như thế này nhỉ. Cam thì để ý chó. Cam thì đang để ý bạn chó này, thích bạn chó này. Còn bạn đậu thì để ý với khoai tây. Mình cũng đang lo cho em chó này, nó vẫn ăn miệt mài. Con chó xinh thế. Có phải chó của ba bạn không? Cho chị chụp ảnh với bạn chó nhá. Không, nhưng mà các bạn là mấy đứa không nhớ cái chú gửi chó lúc đầu là ai nhớ đấy. Quá nhanh không kịp ấn tượng. Quân ơi. Ừ. Quân ơi. Xấu hổ quá. Bạn đây xấu hổ quá. Ồ, bạn đây xấu hổ quá. Bạn ấy đang ăn hay sao ấy. Ừ. Mà vấn đề chó có vẻ Cam là quan tâm nhất thôi. Cam thích chó mà. Tại vì nhà Cam nuôi chú. Hai bạn kia cũng bình thường. Không phải chó của ba bạn đó. Không phải. Không á, không phải á. Thế cho chị được không? Thế cho chị được không? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Chuyên gia tới đây. À, tình huống của chúng ta là ba mẹ đặt ở quán cà phê như vậy rồi thì điều gì xảy ra? Thứ nhất, chúng ta thấy giao lưu là điều đầu tiên ba bạn ấy làm. Phải nói rằng là các con trong thời điểm này sao mà tự tin đáng yêu như vậy? Ngồi không có ba mẹ, không hoang mang gì hết mà quay qua giao lưu nói chuyện với nhau. Trước cái sự việc con chó làm đổ cốc nước thì Đậu xác định ngay lỗi là tại con chó. Tôi thích cái sự quy trách nhiệm đó, để làm chi cho nó rõ ràng ngay từ đầu. Và khi con chó ăn pizza, mỗi bạn có một cái cách ứng xử rất là khác nhau. Đậu khẳng định ngay là chó đừng có ăn đó mà. Còn Cam thì nhắc nhở là chó không có ăn pizza, chỉ có người mới ăn pizza thôi. Và Xoài thì khẳng định là chó thì nó thế, nó không có kiểm soát được. Cái cách mà các bạn mỗi bé nêu một cái câu nói ra về việc con chó ăn pizza cũng cho mình thấy được cái cách nhìn nhận sự việc của trẻ nó cũng khác nhau như thế nào. Cùng trở lại với Cam Xoài Đậu nào. Thế cho chị được không? Ba bé có đồng ý giao chú chó cho người lạ này không? Cho chị bạn chó đây được không? Của người khác á. Phải nhớ để. Thế của người khác thế không phải của ba bạn thì cho chị nhá. Cho chị bé về nhá. Thôi. Được không? Của anh mà. Không phải. Của anh. Không phải á? À của anh. À nhớ là con trai. Ấy chứng tỏ chúng nó hơn mình những cái. Là của người khác. Của người khác á? Thôi cho chị đi mà. Không cho á. Không cho á? Không cho nghe luôn. Chị mượn đúng không? Chị mượn á? Cho chị mượn thôi á? Thôi cho chị bế về luôn nhá. À trời ơi à, cho chị bế mượn. Không cho. Em mượn hát đấy.
thôi, tại bạn bạn cún xinh quá ấy. Chị thích quá ấy. Đây là quần hàm à. Ừ, thế à? Chị mang về không biết đâu. Không, đây là quần hàm đấy. Ờ, thế à? Thế thôi, buồn thế. Thế thôi chị cảm ơn nhá. Ừ, xinh quá ấy. Không cho chị đâu. Thôi, tạm biệt nhá. Bye bye chị ạ. Tớ nhận thức chúng nó hơn mình nghĩ. Đúng, bye bye cô ạ. Bye bye chị ạ. Game thắng rồi. Đến ai cũng sáng rồi. Người ta đi rồi xoáy yên tâm hơn rồi. Rồi, nhẹ người. À, chủ nhân của chú chó đây rồi. Trông cũng ngoan không? Bé nhanh cũng ngoan không? Em chỉ ăn nó cầm nó cốc nó lăn vừa cốc rồi. Lăn cốc rồi à? Nè, anh mua cốc kim này cảm ơn ba đứa nhé. Cho anh xin nha. Bé chơi có ngoan không nào? Không biết bóc. Không biết bóc á? Cần anh bóc cho không? Được. Ăn luôn nhé, ăn luôn. Đúng. Anh quên cho nó lăn vừa cốc rồi. Không sao. Đây, cảm ơn em đi. Thôi cho anh cảm ơn nhá. Cho anh bé về đi. Cảm ơn nào, cảm ơn anh chị, cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh. Ừ, anh đi rồi. Bye bye. Bye bye anh ạ. Đỡ cho sẽ ăn với. Đỡ cho sẽ ăn với. Ok. Được, để xem có vua xảy ra ở đấy không. Cả ba đang ăn uống vui vẻ thì ăn bưởi. Có một cậu bé đang quấy khóc đòi mẹ. Eo nước. Các bạn nhìn này, nào các bạn nhìn này. Eo. Đây thì chưa, bố mẹ đi bận cô đi cùng đâu. Bố mẹ đi bận cô đi cùng đâu. Đâu. Chơi ở phòng bạn đậu nhớ chưa? Đi cùng. Ôi đi cùng mẹ không bê được. Bạn Cam ngoan không này? Bạn Cam ngồi, bạn Cam có đòi đi theo đấy. Không, đi cùng. Đi cùng. Đi cùng. Bố mẹ đi bận cô đi cùng đâu. Đậu muốn nói gì với Cam vậy ta? Travel far away to ocean blue and skies of tangerine. And I'm thinking about the roads I've known, awaking empty dream. Gọi mời, gọi cả cô ra đây lấy nước cho đậu đi. Ha, thì ra là đậu muốn nhờ Cam giúp. Xin lỗi cả, tôi cứ bưng mình nhẹ đầu nước. Tôi sẽ ăn bim bim. Không, không đang ăn bim bim. Không, tại vì người nhẹ là xoài đang xinh nhất. Không xoài rất thích, xoài nhìn thấy rồi. Xoài thích, chắc xoài thì đang thích mà nhẹ rồi. Nói chống gì đi. Ông đậu dù chơi chống tìm rồi đấy. Bắt đầu chán, đậu vào đây này. Ăn no rồi. Muốn đi mẹ mắm đâu ấy. Mẹ mắm á, mẹ mắm đi mà. Nó nghe lời mình đấy, nhưng mà nó biết bố Duy mẹ mắm lâu thế. Không phải của con. Không phải đâu. Không phải của con đâu. Để lên đây đi, không phải người. Không phải của con. Người khác đấy. Không có người khác ở đây đâu. Không có người khác ở đây đâu. Ý là người nhỏ luôn chúng nghe thấy. Vừa nãy anh vứt ở đây xong rồi đậu không thấy gì cả. Các bạn không tham cuộc. Anh được.
Con trùng. Mẹ ơi, mẹ lên đây với con đi không? Con chưa một mình được con mẹ lạc đấy. Sao lại gọi hoang mang nhất luôn. Hai đứa này bắt đầu nghĩ trường hợp lạc rồi. Hai thằng bắt đầu có thể lạc đấy. Mình mẹ ở đây lên chưa? Mẹ lên mà. Con có lại luôn. Bye bye mẹ. Phải đọc. Xoài ơi. Xoài, mẹ nghe thấy Xoài gọi bộ đàm đấy. Thế mẹ lên. Xoài, Xoài vừa nói bộ đàm à? Mẹ lên chưa? Xoài vừa gọi mẹ ơi đúng không? Con đang làm gì đấy? Lên chưa mà mẹ cứ lên mà con gọi mẹ. À, mẹ có nghe thấy đấy. Nghe thấy rồi. Mẹ nghe thấy bọn các bạn gọi bộ đàm đấy. Có thấy Xoài bảo là mẹ ơi. Bác Kiên á? Bác Kiên đang chưa, đang đến rồi. Ơ, con lên. Thế thì bố mẹ đi, các bạn đang làm gì? High five các bạn nào. Ơ, cái này... cái này là ở đâu đây các bạn? Đây có Bim Bim. Bim Bim ở đâu đây hả con? Ơ, Cam ơi, Bim Bim ở đâu ấy? Hả? Bim Bim ở đâu đấy Cam? Bim Bim ở đâu ấy? Mình có một Bim Bim thôi nhở? Ơ, con ăn Bim Bim của ai đấy? Ơ, này nước gì đổ ra đây? Ô, nước, cái gì nước đây? Gì đổ đây? Nước gì đổ đấy? Nước đổ kia hả? Nước gì đổ đây? Ơ, chó nó lăn đổ. Con chó á? Con chó nào đấy? Chó nào? Chó màu trắng. Chó màu trắng. Chó màu trắng á? Chó màu trắng của ai? Ơ, thế nhưng mà các bạn ăn Bim Bim của ai đấy? Bim Bim của con. Của con á? Bim Bim của đậu, đậu mua à? Đậu mua à? Đậu mua à? Vừa nãy anh để vào bàn. Anh để vào bàn. Anh để vào bàn. Anh nào đấy? Chơi chết của người lạ à? Đâu. Thế Bim Bim của ai? Thế với Xoài có ăn Bim Bim không? Xoài có ăn không? Con ra ngoài nhá, mà có người lạ cho con đồ chơi thì sao? Thì con làm gì? Không ăn, ăn của người lạ. Không ăn người lạ, đúng. Thế còn đồ? Có người cho con đồ chơi thì sao? Thì con có nhận không? Không. Thích đồ chơi. U là Cam có sợ không? Đồ chơi của người lạ thì mình có được lấy không? Không. Không được lấy à? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái đồ ăn của người lạ thì sao các bạn? Yeah. Đồ ăn của người lạ thì sao? Không các bạn lại lỡ ăn mất rồi. Ăn của người lạ. Đúng rồi. Không ăn đồ ăn người lạ. Sao lại ăn? Thế mà con lại vẫn ăn. Hình như vừa nãy bác nghe bộ Xoài nói ở bộ đàm là cho Xoài ăn Bim Bim với. Không, Bim Bim của ai? Bim không phải người lạ. Sao mà có người lạ cho đồ thì con phải đợi bố mẹ về xong con hỏi là bố mẹ ơi có người cho con ăn cái này được không? Đúng. Bố mẹ sẽ bảo là con nhớ chưa? Để bố mẹ xem cái này ăn được hoặc là không ăn được thì mình không được ăn đúng không? Vâng ạ. Bố bảo bây giờ cái này không được ăn nữa thì đậu có ăn không? Vì nó không tốt. Có ăn không? Ăn có ăn không? Có. Vậy là hôm nay ba bạn nhỏ sẽ có nhiều điều muốn kể cho bố mẹ nghe lắm đây. Về nhà sẽ kể chuyện. Chuyên gia tới đây. Đúng là cái tình huống mà cho ba bạn nhỏ này thật là thú vị đúng không ạ? Nó là một cái câu chuyện mà hết tình tiết này đến tình tiết khác xảy ra. Chúng ta có thấy thái độ rất dứt khoát của cô Cam yểu điệu thuộc nữ nãy giờ không ạ? Rất dứt khoát. Không cho người lạ lấy con chó đi. Cam rất là nữ tính và biểu hiện cái nữ tính nó rất là rõ ràng. Nhưng mà sự mạnh mẽ bên trong của con thì con cũng biểu hiện rất là rõ ràng. Đậu thì cũng xác định luôn là người kia không được lấy con chó và có giải thích thêm là nó là của người khác đó nha. Và bạn Xoài, wow, không phải là một game gì cả mà giữ được con chó thôi là bạn ấy yeah, mình chiến thắng rồi. Như vậy cả ba bạn nhỏ của chúng ta phải nói là rất là có trách nhiệm khi được giao một cái nhiệm vụ gì đó. Vậy phải chăng là đối với trẻ, khi được giao một cái nhiệm vụ nào đó mà trẻ hoàn thành thì trẻ rất là hân hoan với cái việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Và nếu như chúng ta có mặt kịp thời, chúng ta cho con một cái lời khen tặng nhỏ thì nó sẽ tạo thêm động lực rất nhiều cho con làm những cái việc tốt. Hy vọng rằng là trong cái việc chúng ta cho con ra ngoài
những cái môi trường xung quanh là một cái bài học để các bậc cha mẹ tận dụng để giúp cho con có một cái sự thích ứng phù hợp. Thử thách lớn không?